Mình có chuỗi mắt phượng ở ngón đeo nhẫn phải. Bạn cho mình biết thêm ý nghĩa được không? Trong sinh trắc vân tay, chúng ta không gọi là mắt phượng mà chỉ có chuỗi vân tay mắt cong bạn nhé. Vậy nên chuỗi vân tay bạn đang sở hữu sẽ là chuỗi vân tay mắt cong. Chuỗi vân tay này sẽ có hình dạng như thế này nè. Và cái tỷ lệ xuất hiện của nó thường rất là ít, chỉ có tầm khoảng 2% thôi nha. Những người sở hữu chuỗi vân tay này thường sẽ là những người rất cầu toàn, kỹ tính, chi tiết và sẽ có thiên hướng về nghệ thuật. Và đây là một chuỗi vân tay đặc biệt. Vì vậy, nếu như nó nằm ở một trong số các ngón ở trong bàn tay của mình thì vị trí đó sẽ là một vị trí có tiềm năng để phát triển rất mạnh. Nếu như bạn có mắt cong ở ngón cái tay trái, khả năng giao tiếp của bạn sẽ rất tuyệt vời. Nếu như bạn có mắt cong ở ngón trỏ tay trái, bạn sẽ có khả năng tưởng tượng sáng tạo rất độc đáo. Nếu như nằm ở ngón giữa của tay trái, bạn sẽ có khả năng vận động thể chất thể thao rất nhạy bén. Nếu như có ở ngón nhẫn của tay trái thì bạn sẽ có khả năng cảm nhận âm thanh cực kỳ tốt và có khả năng bạn sẽ là người hát rất hay. Và nếu như có ở ngón út của tay trái thì bạn sẽ có khả năng thẩm mỹ màu sắc cực kỳ tốt luôn nha. Nếu như ngón cái phải của bạn có chuỗi vân tay mắt cong thì khả năng quản lý của bạn sẽ là một điểm mạnh. Nếu như nằm ở ngón trỏ của tay phải thì khả năng phân tích, tư duy logic, giải thích vấn đề của bạn sẽ là một điểm trội. Nếu như nằm ở ngón giữa tay phải thì sự khéo léo, khéo tay của bạn á, là một điểm đáng để lưu ý. Nếu như nằm ở ngón nhẫn của tay phải thì khả năng về ngôn ngữ của bạn sẽ là một điểm bạn cần nên tập trung vào. Và nếu như nằm ở ngón út của tay phải thì khả năng đọc, khả năng quan sát chi tiết có thể gọi bạn là một người thánh soi đó nha. Vậy bạn có chuỗi vân tay mắt cong hay không và nó đang nằm ở vị trí nào? Hãy bình luận xuống bên dưới cho mình được biết nhé.